Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, thị trường cho thấy quá nhiều bất ngờ về số liệu báo cáo tài chính cho giới đầu tư, từ những vụ tiền mặt tại quỹ hơn 460 tỷ của thiết bị y tế Việt-Nhật cho đến giá trị ngàn tỷ hàng tồn kho biến mất của gỗ Trường Thành với hàng loạt các thủ thuật gian lận kế toán phức tạp được răng ra để có thể che mắt các chuyên gia mua bán sáp nhập của nhà đầu tư Tân Liên Phát cho đến các nhà đầu tư trên thị trường. Vậy các nhà đầu tư tài chính có dễ dàng phát hiện ra các gian lận đó? Những dấu hiệu nào trong báo cáo tài chính mà nhà đầu tư có thể đọc vị được? Chứng khoán cuối tuần này với chủ đề đọc vị báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết sẽ đi tìm câu trả lời cho chủ đề này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng tham khảo 10 thủ thuật gian lận báo cáo tài chính phổ biến qua phóng sự ngay sau đây. Các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam học hỏi rất nhanh các chiêu trò biến tấu số liệu báo cáo tài chính trên thị trường quốc tế. Các thủ thuật gian lận được học từ các sự kiện gian lận nổi tiếng như Enron, WorldCom, Lehman Brothers, Toshiba, Olympus, các hãng công nghệ như Sajam hay các hãng bán lẻ Tesco. Hiểu biết về các thủ thuật hay được áp dụng sẽ giúp các nhà đầu tư có thể tránh được rủi ro khổng lồ như sự kiện TTF của gỗ Trường Thành của thị trường chứng khoán Việt Nam vừa qua. Theo đánh giá, 10 thủ thuật gian lận báo cáo tài chính sau đây được coi là phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán. Công ty tạo ra Cookieza, lọ kẹo ngọt nhằm mục tiêu để giành lợi nhuận. Cookieza được tạo ra từ các khoản dự phòng, ghi nhận trước chi phí và trì hoãn ghi nhận doanh thu. Công ty xóa bỏ những khoản mục treo trên bảng cân đối kế toán nhằm gột rửa báo cáo tài chính. Thường nghiệp vụ Take a Big Bath sẽ làm công ty lỗ lớn nhưng có mục đích rất rõ ràng cho các kỳ tiếp theo. Công ty đánh cược vào tương lai thông qua áp dụng các lỗ hổng trong quy định của chuẩn mực kế toán để ghi toàn bộ lợi nhuận có thể thu được trong tương lai vào năm hiện tại. Một số công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã lợi dụng triệt để thủ thuật này. Công ty loại bỏ những phần xấu nhất trên báo cáo tài chính thông qua các giao dịch tài chính với bên thứ ba. Đây là thủ thuật phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty sử dụng thủ thuật thay đổi chính sách kế toán nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận mong muốn. Chính sách kế toán được lợi dụng nhiều nhất là chính sách ghi nhận doanh thu. Rất nhiều công ty đã thay đổi chính sách ghi nhận doanh thu để đạt được lợi nhuận mong muốn. Thủ thuật bán tái mua, tái thuê là thủ thuật được Lehman Brothers áp dụng trước khi bị lộ và phải bảo hộ phá sản. Năm 2016, Exim Bank cũng bị đưa ra công chúng là đã lợi dụng kỹ thuật này. Công ty sử dụng các đơn vị có mục đích đặc biệt SPE nhằm tạo doanh thu ảo, giấu nợ. TTF là trường hợp điển hình nhất sử dụng thủ thuật này. Thủ thuật phổ biến trên thế giới, trên thị trường Việt Nam, cổ phiếu được giới đầu tư gọi là con tàu ma áp dụng thủ thuật này nhằm đánh lạc hướng nhà đầu tư về lợi nhuận. Một thủ thuật thông dụng khi các công ty chọn lọc khéo léo hàng bán, chứng khoán đầu tư nhằm tăng lợi nhuận bán hàng, các hãng bán lẻ như Tesco đã áp dụng thủ thuật này. Hàng tồn kho tăng liên tục qua các năm là dấu hiệu thủ thuật holding gain đã được sử dụng để cúp lợi nhuận. Ngoài ra còn rất nhiều thủ thuật khác như cross trade, swing the ship, early retirement of debt đã và đang được lợi dụng trên thị trường. Vậy làm thế nào để có thể phát hiện ra các công ty đang áp dụng những thủ thuật trên để cúp the book, chế biến lợi nhuận và báo cáo tài chính theo mong muốn? Đây là trăn trở của các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng như không chuyên trên thị trường. Việc hiểu kỹ lưỡng cách vận hành và các thủ thuật trên cũng giúp cho nhà đầu tư thấu hiểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Với những thủ thuật như vậy, các nhà đầu tư có dễ dàng phát hiện sự sai lệch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp hay không? Nó sẽ gây ra những ảnh hưởng gì với thị trường chứng khoán? Phóng sự sau sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này.
liệu các nhà đầu tư có thể nhận biết được các cơ hội cũng như rủi ro trong đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp nếu chỉ dựa vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó? Câu trả lời là không phải nhà đầu tư nào cũng dễ dàng phát hiện những sai phạm trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết nếu doanh nghiệp cố tình làm đẹp bằng các thủ thuật. Rất là khó để phát hiện ra là người ta có làm giả về các số liệu hay tất cả các báo cáo người ta, mình rất là khó để phát hiện ra là có giả hay không, bởi vì khi mà mình xem vào cái báo cáo đấy thì mình thường xem của các công ty kiểm toán lớn, người ta đã kiểm toán qua rồi thì mình chỉ xem thôi, thì mình rất khó để đoán được là người ta làm giả ở đâu và làm giả thế nào. Mình nghĩ là rất khó phát hiện. Nếu mà để đọc những dữ liệu mà chỉ ở trên mạng thôi ấy, mà các doanh nghiệp mà đưa lên trên trang web thì rất khó phát hiện. Đọc báo cáo tài chính thì mình thường chỉ xem mỗi về kết quả doanh thu, lợi nhuận sau thuế là chính thôi. Đấy, còn để đi chuyên sâu thì mình không ăn được. Rõ ràng là họ hoàn toàn chuyển lãi được từ quý này sang quý kia, từ năm này sang năm kia, hoàn toàn làm được. Nhưng là một nhà đầu tư chứng khoán thì thực sự là nếu mà để biết tường tận thì điều đó cũng là điều rất khó cho nhà đầu tư. Nếu như mà cơ quan kiểm toán không trung thực trong cái việc soát xét tất cả các chứng từ thì chúng tôi sẽ không thể biết được. Ở đây rõ ràng là vai trò của công ty kiểm toán là rất lớn, vai trò rất quan trọng trong việc là công bố thông tin và cũng chịu trách nhiệm cùng với cả doanh nghiệp đó trong việc công bố thông tin ra bên ngoài. Các sai lệch về số liệu trước và sau kiểm toán rõ ràng là có ảnh hưởng đến thị trường và đến quyết định của nhà đầu tư, đặc biệt là các sai lệch làm thay đổi hoàn toàn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại, từ lỗ thành lãi. Nếu tần suất xảy ra các sai lệch mà nhiều thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của các nhà đầu tư về số liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp và đến cả thị trường. Thường thì báo cáo tài chính của các công ty niêm yết, công ty đại chúng thì đều đã được quy định bởi những cái công ty kiểm toán nằm trong danh sách do Ủy ban chứng khoán quy định. Tuy vậy thì cũng có thi thoảng thì cũng sẽ lọt một vài công ty mà họ có những cái dấu hiệu cố tình làm sai lệch báo cáo tài chính mà công ty kiểm toán họ không phát hiện ra, hoặc là có phát hiện ra nhưng mà họ đã bỏ qua. Thì điều này nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái uy tín của những công ty kiểm toán. Thì chúng tôi cho rằng là những cái doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp làm ăn uy tín thì họ thường lựa chọn những công ty kiểm toán nằm trong những cái top đầu. Thì bản thân những công ty kiểm toán này đó là nó cũng là một cái đảm bảo cho nhà đầu tư về cái tính trung thực của cái báo cáo tài chính. Còn lại ở một vài những cái công ty mà họ có cố tình, họ có những cái động thái làm gian lận thì thường họ lựa chọn những công ty kiểm toán kém uy tín, kém tên tuổi hơn. Các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư dựa theo báo cáo tài chính trước kiểm toán, nhưng sau đó số liệu báo cáo tài chính sau kiểm toán lại sai lệch lớn, thì có thể nhà đầu tư sẽ thiệt hại rất lớn về khía cạnh tài chính khi giá của cổ phiếu sẽ thay đổi do ảnh hưởng của các sai lệch này. Công ty niêm yết có thể thông đồng được với cả công ty kiểm toán để làm sai lệch số liệu. Thế nhưng mà ở đây rõ ràng chúng ta phải nhìn thấy được cả cái khung pháp lý và hành lang pháp lý xử phạt và xử lý như thế nào để công ty niêm yết cũng như là công ty kiểm toán phải công bố rõ ràng và minh bạch để nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào doanh nghiệp đó. Chứ nếu như có rất nhiều cách để họ có thể thông đồng được với nhau, ở đây có sự bắt tay giữa doanh nghiệp và công ty kiểm toán. Rõ ràng ở đây chỉ có mỗi cái hành lang pháp lý để đưa ra để công ty niêm yết cũng như là công ty kiểm toán không dám làm. Vậy nhà đầu tư biết tin vào ai, làm thế nào để đánh giá được đúng thực trạng và chỉ ra được nguyên nhân tại sao chất lượng báo cáo tài chính đã được kiểm toán vẫn tồn tại quá nhiều vấn đề, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, gây mất niềm tin của thị trường? Thực tế trên đòi hỏi phải có các chế tài xử lý vi phạm đủ tính răn đe đối với các kiểm toán viên, công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty để đem lại lợi ích cho công chúng. Làm thế nào để đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ cùng phân tích các cách đọc báo cáo tài chính và các chi tiết cần chú ý của giới chuyên môn về vấn đề này. Chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Có một vài cách có thể là dấu hiệu nhận biết báo cáo tài chính của một doanh nghiệp có vấn đề hay không. Ông Trần Nhật Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Techcombank chia sẻ kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp để có những quyết định đầu tư cổ phiếu đúng đắn, an toàn như thế nào. Ví dụ như là một cái hạng mục mà rõ nhất là nhìn vào dòng tiền trong cái báo cáo tài chính đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ở trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ này chúng ta sẽ có rất nhiều các cái hạng mục và tiền nó sẽ chạy qua những hạng mục đó.
Ví dụ như là tiền nó chạy qua cái phần vốn lưu động. Khi một doanh nghiệp mà có doanh thu cao, lợi nhuận cao nhưng mà vốn lưu động cũng rất là lớn, và vốn lưu động này nó làm cho âm cái dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp, thì đấy là một cái dấu hiệu cảnh báo rất lớn về cái việc là chất lượng của cái lợi nhuận và chất lượng của doanh thu của doanh nghiệp là có vấn đề. Đơn giản là họ dùng cái máy móc thiết bị của họ, họ đi mang đi xây dựng, họ thực hiện cái việc đấy. Nhưng có một cách khác là gì? Họ set up một công ty xây dựng bên ngoài và cho công ty xây dựng đấy sử dụng toàn bộ máy móc thiết bị đấy của công ty mình, và họ tạm ứng tiền cho công ty xây dựng đó để công ty xây dựng đó thực hiện, thì rõ ràng là họ sẽ ghi nhận thêm một khoản tạm ứng rất là lớn và ghi nhận một cục chi phí xây dựng cơ bản dở dang rất là lớn ở trên tổng tài sản của mình. Họ ký một cái hợp đồng với cả công ty đó thôi là họ đã ghi nhận luôn một cái cục chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở trên tổng tài sản. Xong cái tiền mà họ tạm ứng hay là họ ký với cả bên công ty xây dựng đó, thì công ty xây dựng đó lại dùng cái nguồn tiền đó, có thể là tiền trao tay thật hoặc là có thể là tiền nợ nhau, dùng để mua sản phẩm của công ty mẹ hoặc là công ty chính, thì tự nhiên là họ lại tăng được doanh thu và tăng được lợi nhuận. Khá nhiều trường hợp là báo cáo tài chính, có các cái doanh nghiệp ở trên sàn họ công bố báo cáo tài chính với các cái doanh thu lợi nhuận tăng trưởng đột biến, nhưng mà sau đấy thì họ lại ngay lập tức là sau khoảng 2 đến 3 tuần họ lại thông báo điều chỉnh các cái khoản đột biến đấy với các cái lý do mang tính rất là kỹ thuật, ví dụ như là lỗi đánh máy hoặc là các cái tính toán sai của kế toán vân vân, thì đấy là những cái rủi ro mà nhà đầu tư cần phải thận trọng. Một báo cáo tài chính kiểm toán chất lượng cần thời gian để thực hiện, trong khi đó nhà đầu tư hoặc thị trường vốn lại đòi hỏi việc công bố kịp thời các thông tin chỉ một vài ngày sau khi kết thúc niên độ. Nếu các công ty chờ đợi việc kiểm toán hoàn thành rồi mới công bố thông tin, thì thông tin đó có thể đáng tin cậy nhưng không kịp thời. Ví dụ bên Úc thì có ASX, thì các bên thì cũng phải cung cấp cho sàn chứng khoán để bạn có thể cung cấp lại được cho nhà đầu tư một cách nhanh chóng nhất về những thông tin gì, giao tiếp gì trong nội bộ. ASX là sàn chứng khoán lớn nhất ở bên Úc, và sau đó thì có những bên môi giới như kiểu có Comsec, thì bên họ có nhiệm vụ là cung cấp các thông tin nhanh nhất và minh bạch nhất có thể từ các công ty đưa lên chứng khoán để các nhà đầu tư có thể tiếp nhận các thông tin đấy nhanh nhất. Do vậy, ngoài sự tỉnh táo của chính các nhà đầu tư, đặc biệt trước những báo cáo có sự gia tăng đáng kể trong doanh thu và tỷ lệ lợi nhuận gộp, thì có lẽ thị trường cũng cần những chế tài xử phạt từ cơ quan quản lý. Bởi như hiện nay, các công ty có báo cáo tài chính sai lệch mới chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, mà nhắc nhở mãi cũng thành quen. Với những thông tin mà chương trình vừa cung cấp, hy vọng quý vị có thể tham khảo các đọc vị báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết và đưa ra những quyết định đúng đắn trong đầu tư chứng khoán. Còn bây giờ, chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được tạm dừng tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn, và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.